Thưa quý vị và các bạn, mụn là loại bệnh lý về da phổ biến, nhất là ở các nước phát triển. Khoảng 80-90% thanh niên bị ảnh hưởng bởi mụn, nhất là mụn trứng cá ở các mức độ khác nhau. Và có đến 20-30% trong số đó cần được hỗ trợ bởi các liệu pháp y học. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc trị mụn được quảng bá rộng rãi. Nhưng làm cách nào để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết được đâu là thuốc trị mụn tốt để tránh tình trạng tiền mất tật mang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nhu cầu sử dụng thuốc trị mụn dường như chưa bao giờ hết hot trên các thị trường, đặc biệt với lứa tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn thay đổi nội tiết tố dẫn đến hình thành mụn trên da. Xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong một thời gian khá dài, sản phẩm đến từ Hàn Quốc, serum trị mụn Cariofi Botulaca Ampoule do công ty trách nhiệm hữu hạn Blusan phân phối đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ. Tinh chất trị mụn Cariofi Botulaca Ampoule có kết cấu lỏng dạng tinh chất cô đặc. Với 3 thành phần chính trong tinh chất là rau sam, lá nhân trần và rau má. Đây là những thành phần có tác dụng trong việc chữa lành vết thương, giải độc da, điều trị mụn nhọt và viêm da, kích ứng, kháng khuẩn, tiêu viêm rất hiệu quả. Đặc biệt, lá nhân trần có tác dụng cân bằng độ ẩm cho da mịn màng, khỏe khoắn. Ngoài ra, trong sản phẩm Cariofi còn có thêm các thành phần từ tảo bía, cúc la mã, xả, nọc ong, đều là những thành phần chuyên về chống viêm, giữ ẩm và phục hồi lại da tổn thương và mang lại hiệu quả tối ưu sau khi sử dụng. Mình là Nhi, mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cũng là một người sử dụng Cariofi, mình sử dụng được một lọ serum rồi. Thì mình thấy sau khi mà mình sử dụng xong một lọ đó, da mặt mình đã bớt mụn hơn rất là nhiều rồi. Lúc trước thì mình rất là tự ti, mụn đỏ nhiều, viêm nữa. Cho nên bây giờ thì mình chỉ còn vài nốt thâm thôi. Mình ra đây mua thêm một chai nữa để sử dụng hết luôn, hết thâm luôn. Thì mình cảm thấy là sản phẩm này sử dụng rất là ok. Là sản phẩm ok nhất mà từ trước đến giờ mình bị mụn, mình cảm thấy ổn nhất và giá thành của nó cũng phù hợp với cái chất lượng của nó nữa. Cho nên mình rất là thích. Mình bị ở rất là nhiều chán, chít chán vì rất là xấu. Và mình thì cũng hay phải làm việc, phải tiếp xúc nhiều với mọi người ấy. Nên mình khá tự tin về mụn của mình. Trước đây da chị có tình trạng là rất là nhiều vết thâm, có mụn trứng cá và lỗ chân lông rất là to. Thì trước đây tình trạng da của mình bị mụn viên và mụn bọc, nó đỏ và rất là đau. Da của mình trước đây là da bị mụn, xong rồi mình cũng hay cậy vén nặng là mặt của mình khá là bị thâm. Còn mình thì mình thích ăn đồ cay nóng. Nên là ăn nhiều quá đến lúc mà mặt bắt đầu xấu và dễ bị mọc mụn hay mụn. Mình biết đến Cariofi thông qua một bạn vlogger trên mạng, bạn ấy review về sản phẩm. Mình biết đến Cariofi là do mình lên trên báo, mình có đọc, mình thấy mình cũng mua về mình dùng thử. Thì thấy cũng rất là ok, mình cũng mua cho anh nhà mình dùng luôn. Mình là con trai ấy, cho nên mỗi khi mà bị mụn, mình thường rất là tự ti. Nhưng mà sau khi trải nghiệm sản phẩm thì khoảng 2 đến 3 ngày thôi, mình đã bớt đi mụn rất là nhiều. Thực ra thì chị có con nhỏ rồi nên là thường chị không có thời gian nhiều để chăm sóc da ấy. Bình thường chị chỉ có rửa mặt và sử dụng serum Cariofi này thôi. Dùng cái sản phẩm Cariofi này thì mình cảm thấy mụn mình đỡ đau hơn này, xẹp nhanh hơn này và nó cũng giúp da mình sáng hơn nữa. Tại vì mình thì là nam giới ấy, mình cũng không quan tâm đến những cái sản phẩm về chăm sóc da giống như chị em, nhưng mà người yêu mình mua và bắt mình dùng thử đấy, thì mình cũng đã dùng. Thì sau một thời gian mình thấy là nó cũng rất là tốt và mặt mình thì cũng đã cải thiện hơn rất là nhiều, không bị mụn nữa. Sau khi sử dụng Cariofi thì chị cảm thấy là vết thâm của chị mờ đi đáng kể, da chị đã đồng đều màu hơn và lỗ chân lông thu lại. Còn cá nhân mình thì mình dùng mình cảm thấy khi dùng thì da của mình khá là ẩm, không bị thâm và cái khô của nhân mụn thì lại rất là dễ lấy. Mình cảm thấy rất là ok. Như các bạn thấy thì tình trạng da trên mặt mình chỉ còn 1-2 nốt thôi. Và mình sẽ tiếp tục ủng hộ sản phẩm đến khi nào mình hết mụn. Và sau này mỗi khi bị mụn lại thì mình sẽ quay lại và ủng hộ sản phẩm nhiều hơn nữa. Nhằm mang lại những sản phẩm hiệu quả cho người tiêu dùng và đảm bảo không gây kích ứng da khi sử dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn Blusan đã chọn lựa những sản phẩm tối ưu, hiệu quả và an toàn nhất. Ngoài sản phẩm trị mụn Cariofi, công ty trách nhiệm hữu hạn Blusan đang cung cấp 3 dòng sản phẩm mới là sữa rửa mặt, toner và ampoule. Từ góc nhìn về thị trường mỹ phẩm làm đẹp nói chung và sản phẩm trị mụn nói riêng, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm và chọn sản phẩm phù hợp để mang lại hiệu quả cũng như an toàn khi sử dụng.